Họ Nguyễn Cả của chúng ta nối tiếp từ khoảng giữa thế kỷ 15, tức giữa thời Hậu Lê, bắt đầu từ cụ Bến Kênh, tiếp đến nay cuối năm Đinh Dậu 2017, đã gần 600 năm, truyền được 22 đời, gần hơn 3.000 con cháu. Uống nước nhớ nguồn, nhờ có công ơn của tổ tiên mà họ Nguyễn Cả của chúng ta ngày càng phát triển không ngừng. Tiên tổ đã để lại cho chúng ta quần thể nhà thờ cổ kính có 102 của các nhà thờ họ ở Việt Nam. Kế tục truyền thống phát triển của tổ tiên, chúng ta đã trùng tu nhà tổ, sân lọc nhà tế, sân rồng và đang xây tam quan nhà thờ họ Nguyễn Cả vào năm 2017 và sẽ khánh thành vào giỗ tổ rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018. Con Nguyễn Đăng Khoa, đời 15, kính dâng hương lên tiên tổ bài ca Nguyễn Cả họ ta đời đời đoàn kết thịnh vượng, trường tồn phát triển. Xin mời các quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Tươi. Con xây con cháu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về nơi thờ tổ, dâng hương lên người. Hôm nay tháng tám mồng nhị ba dỗ mẫu, nguyễn đi cả rất là linh thiêng đàn con, đàn con cháu chặt đi mọi miền Oh.
subscribe.